đất nông nghiệp được mua gom, được đền bù với giá rẻ rồi chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp, đất ở, đất thương mại, dịch vụ có giá cao gấp cả chục lần so với đất nông nghiệp. Vấn đề xử lý chênh lệch địa tô đối với đất đai của người dân đang tiềm ẩn nhiều bất công trong xã hội. Người dân có đóng góp vào sự phát triển chung thì phải được hưởng lợi từ sự đầu tư phát triển đô thị, phát triển dự án. Chủ trương của Đảng là... Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp. Kính thưa Quốc hội, tôi xin tham gia ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi tại phiên họp lần này. Thứ nhất là vấn đề chung, thì một trong những nhiệm vụ giải pháp đặt ra tại Nghị quyết 18 về hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính đất đai, đó là nghiên cứu có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch. Chênh lệch địa tô được hình thành từ việc chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất có giá trị thấp sang loại đất có giá trị cao. Đất nông nghiệp được mua gom, được đền bù với giá rẻ rồi chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp, đất ở, đất thương mại, dịch vụ có giá cao gấp cả chục lần so với đất nông nghiệp. Vấn đề xử lý chênh lệch địa tô đối với đất đai của người dân đang tiềm ẩn nhiều bất công trong xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, người dân đã hy sinh đóng góp, giao quyền sử dụng đất, giao tài sản của mình cho nhà nước, cho nhà đầu tư để xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, phát triển dự án. Như vậy, người dân có đóng góp vào sự phát triển chung thì phải được hưởng lợi từ sự đầu tư, phát triển đô thị, phát triển dự án. Chủ trương của Đảng là kiên quyết không để người dân bị đẩy ra ngoài lề của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, luật đất đai sửa đổi lần này phải xóa bỏ bất công từ lợi ích do chênh lệch địa tô, tránh nguồn lực đất đai bị thất thoát, xây dựng chính sách tài chính đất đai, phương thức xác định giá đất, bảo đảm hài hòa lợi ích trong khai thác chênh lệch địa tô giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Đất đai là tài sản lớn nhất của quốc gia, và để khơi dậy tiềm năng phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng tiêu cực, khiếu kiện trong đất đai, đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí, thì cần phải xử lý được hai vấn đề lớn, đó là chênh lệch địa tô và giá đất. Để góp phần điều tiết chênh lệch địa tô, đảm bảo công khai, minh bạch, tôi xin tham gia ý kiến về nguyên tắc căn cứ phương pháp xác định giá đất tại điều 158. Tại khoản 1 điều 158 dự thảo luật nêu 4 nguyên tắc xác định giá đất gồm A, B, C, D. Tuy nhiên, tôi rất băn khoăn với quy định tại dự thảo luật chưa đủ điều kiện để thực hiện xác định giá như vậy trong thực tế. Cơ sở để xác định giá đất tiệm cận với giá thị trường vẫn là điều mơ hồ. Giá đất thời điểm 2023 khác với giá đất của thời điểm 2024. Xác định như thế nào để không bị thất thoát là điều rất khó. Mặt khác, làm sao việc xác định giá đất phải hài hòa, được lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Nếu cứ theo phương án an toàn, tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư sẽ quá lớn, khó thu hút nhà đầu tư để thực hiện các dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật về phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm sự rõ ràng, thể chế đầy đủ, toàn diện theo yêu cầu của Nghị quyết 18. Tại khoản 2 điều 158 dự thảo luật quy định về căn cứ xác định giá đất. Tại điểm A, mục đích sử dụng đất được đưa ra định giá. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định rõ trong luật mục đích sử dụng đất được dùng làm căn cứ là mục đích đang sử dụng hay là mục đích sử dụng trong tương lai. Tại điểm D, các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất. Tôi đề nghị ban soạn thảo quy định rõ cụ thể các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất là các yếu tố nào. Tại khoản 3, điều 158 dự thảo luật quy định thông tin đầu vào để xác định giá đất theo các phương pháp định giá đất, trong đó nêu 5 nguồn thông tin đầu vào từ A, B, C, D, D. Tuy nhiên, tôi thấy còn băn khoăn về những nguồn thông tin đầu vào nêu trong dự thảo, có vẻ rất rộng nhưng chưa đủ, chưa đảm bảo căn cứ xác đáng và quá trình xác định giá đất sẽ phức tạp do tổng hợp nhiều nguồn thông tin. Tôi cho rằng muốn xác định được giá đất tiệm cận giá thị trường thì cần phải có dữ liệu thị trường tin cậy, hệ thống thu thập cơ sở dữ liệu thông tin về giá đất thị trường đồng bộ trên cơ sở các quy định của pháp luật cụ thể. Khi có cơ sở dữ liệu đảm bảo tính pháp lý sẽ xác định giá đúng, từ đó bồi thường thiệt hại đúng, thu tiền sử dụng đất đúng,
hài hòa được lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân, bảo đảm công khai minh bạch, không gây thất thoát nguồn lực từ đất đai và tránh được rủi ro cho cán bộ thực hiện. Do đó, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, xác định, quy định rõ các cái nội dung liên quan đến thông tin đầu vào hơn nữa để xác định giá đất cho đảm bảo các cái chủ trương của Đảng. Tại khoản 4 điều 158 dự thảo luật quy định các phương pháp xác định giá đất, trong đó nêu 4 phương pháp. Tôi cho rằng dự thảo luật càng quy định nhiều phương pháp xác định giá đất thì càng khó áp dụng. Nếu áp dụng 4 phương pháp này cho cùng một thửa đất thì sẽ ra 4 kết quả khác nhau. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung quy định cụ thể hơn tại dự thảo về phương pháp xác định giá đất, nguyên tắc xác định giá đất để Quốc hội thảo luận và cho ý kiến, giúp tường minh hơn về vấn đề này. Có thể xây dựng một phương pháp giá đất thật đơn giản để khi tính giá trị quyền sử dụng đất được nhanh chóng, tránh trường hợp phải phân tích và lựa chọn nhiều phương pháp như hiện nay. Tại điều 5, khoản 5, điều 158 dự thảo luật chọn phương án an toàn nhất là đưa ra phương án có lợi nhất cho ngân sách để chống thất thoát. Tuy nhiên, rất khó tính toán để lựa chọn một phương án nào có lợi nhất cho ngân sách nhà nước. Nguồn thu ngân sách nhà nước không chỉ bao gồm thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mà còn từ thu thuế do các hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất và các lợi ích kinh tế khác. Mặt khác, nếu phương án có lợi nhất cho nhà nước không đảm bảo yếu tố hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Nói chung, về nguyên tắc phương pháp xác định giá đất trong dự thảo luật đất đai trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 này, tôi cũng như nhiều đại biểu khác còn băn khoăn. Do đó, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu làm rõ trong dự thảo luật để hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thông qua. Tôi xin hết ý kiến. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.